Thưa các anh chị, một vụ bắt cóc táo bạo đã diễn ra vào đêm hôm qua tại Hà Nội. Tên bắt cóc điện thoại ra giá tiền chuộc là 15 tỷ đồng. Chúng ta xem coi lực lượng công an đã phản ứng một cách chuyên nghiệp như thế nào trong vụ việc này. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19:40 ngày 14 tháng 8, Công an phường Việt Hưng, Long Biên tiếp nhận tin báo từ gia đình chị DTH trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên về việc con trai chị sinh năm 2016 bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang đưa lên xe ô tô khi đang đạp xe gần khu vực nhà. Sau đó chị H nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã triệu tập chỉ đạo các đơn vị về trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường với quyết tâm nhanh nhất giải cứu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé. Thưa các anh chị, trong các vụ bắt cóc liên quan đến trẻ em và đòi tiền chuộc, công an cả nước đã có rất nhiều kinh nghiệm và là những kinh nghiệm đau thương. Khi bọn bắt cóc là những nhóm chuyên nghiệp thì tình huống nguy hiểm cho người bị bắt cóc vẫn rất cao. Nhưng nguy hiểm hơn là khi những kẻ bắt cóc là những kẻ không chuyên nghiệp thì việc nạn nhân bị sát hại còn rất lớn hơn. Cho nên trong vụ việc này, lực lượng công an rất lo lắng và sử dụng hết tất cả những năng lượng mà mình có, những nghiệp vụ và các lực lượng xã hội mình có để quyết tâm tìm ra được kẻ bắt cóc và giải thoát cháu bé thành công như là một mệnh lệnh của trái tim. Tuy nhiên qua điều tra thì không có một manh mối nào về đối tượng gây án, những mối mâu quan hệ mâu thuẫn, những đầu mối có thể xảy ra đều đối với những quan hệ gia đình này đều không có gì để có thể dẫn tới một kết quả như vậy. Các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bố trí mật phục đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng, phối hợp với công an các tỉnh xác minh về đối tượng gây án. Sau gần 10 tiếng xuyên đêm, đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc để giải cứu thành công cháu bé về với gia đình, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ra ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 8, Trung điều khiển xe ô tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H đang đạp xe nên đã khống chế bắt cóc cháu. Hiện giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Chúng ta thấy rằng công an người ta không tiết lộ nghiệp vụ điều tra vụ việc này như thế nào, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nó rất tinh thường và phải đầy tính chuyên nghiệp. Và chúng ta thấy gần đây nó có sự hỗ trợ bởi các camera an ninh dọc các tuyến đường, các tuyến phố nữa. Và đó đúng là một cánh tay đắc lực để giúp lực lượng chức năng đảm bảo sự an toàn của người dân. Và chúng tôi xin gửi lời khen ngợi đến các lực lượng công an đã phá án nhanh chóng vụ này và đem đến sự bình yên cho gia đình đó và sự tin tưởng an tâm cho cộng đồng. Chúng ta ai cũng có con cái và chúng ta nghĩ như thế nào nếu như bản thân tôi thôi, nếu con chúng tôi bị cái gì thì sự đau lòng đến bao nhiêu và lòng biết ơn đối với lực lượng công an là như thế nào trong vụ việc này. Và chúng tôi thấy rằng lâu lắm rồi mới có một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra và để đòi tiền chuộc. Và vụ việc này sẽ được các cơ quan tiếp tục điều tra và thông tin làm rõ ngọn nguồn của nó. Bước đầu chúng ta chỉ biết như thế. Trước đây có một số vụ bắt cóc trở thành kinh điển cho việc phá án điều tra của công an và cũng là những bài học đau đớn về mặt nghiệp vụ, bởi vì bọn bắt cóc lúc đó quá manh động. Thưa các anh chị, đó là vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, con bác sĩ Lã Hỷ và bắt cóc không thành dẫn đến sát hại hai vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga. Thưa các chị, chúng tôi xin điểm lại những vụ việc đó để chúng ta thấy sự phức tạp của tội phạm là như thế nào và sự may rủi của cuộc đời nó giận vào chúng ta như thế nào, cách không mong muốn.
Đó là vào 23 giờ đêm 26 tháng 11 khi diễn xong vở cải lương Thái hậu Dương Văn Nga ở rạp hát Cao Đồng Hưng, bây giờ là nhà sách Cao Đồng Hưng gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh. Thanh Nga lên chiếc xe hiệu Volkswagen sơn màu xám nhạt do chồng bà cầm lái để về nhà. Thanh Nga ngồi băng ghế sau với con trai Cúc Cu 5 tuổi. Ở ghế trước, cạnh tài xế có võ sư Nguyễn Văn Cát làm bảo vệ cho Thanh Nga. Xe dừng trước cổng nhà Bùi Thị Xuân quận Nhất. Vệ sĩ Cát mở cửa bước ra thì bất ngờ một chiếc Honda trờ tới. Hai tên làm mặt nhảy xuống dùng súng ngắn B38 khống chế anh vào trong xe. Chúng tiếp tục uy hiếp vợ chồng Thanh Nga để bắt bé Cúc Cu. Khi vợ chồng nghệ sĩ chống cự, chúng liên tục tục nã đạn, giết chết hai người rồi giọt mắt. Viên đạn trúng ngược trái đã cướp đi sinh mệnh của nghệ sĩ Thanh Nga ở tuổi 36. Cả nước tiếc thương cho người nghệ sĩ tài hoa yếu mệnh và yêu cầu cơ quan công an phải làm rõ. Có ý kiến cho rằng đây là vụ ám sát chính trị vì cô Thanh Nga đang diễn tuồng Thái hậu Dương Văn Nga. Nhưng anh Hai Thành, tức là người nằm trong ban chuyên án này, cũng là người đội trưởng đầu tiên của lực lượng SBC thành phố, và nói với chúng tôi rằng, kể lại chúng tôi rằng anh thì anh phán đoán đây là một vụ bắt cóc có thống tiền, nhưng do bị chống cự nên chúng sát hại thôi. Nó tại vì đã có từng xảy ra vụ việc tương tự rồi. Ví dụ như tháng 6 1977, công an nhận được tin Toro 5 tuổi, con trai của vợ chồng nghệ sĩ Kim Cương, bỗng biến mất tại khu vực nhà trẻ Vườn Hồng thành phố. Trong lúc cả gia đình hốt hoảng hốt chia nhau khắp ngang đường tìm kiếm thì một người đàn ông nói giọng Nam Bộ gọi điện thoại tới nhà, xưng tên là Hải Phong, thông báo đang giữ cháu và đòi tiền chuộc là 100 lượng vàng. Người lạ mặt không quên trấn an rằng Toro vẫn được ăn uống đầy đủ, được mua đồ chơi mới và đang ở một nơi bí mật rất xa thành phố. Mà số tiền quá lớn với bất kỳ ai lúc đó, cho nên nghệ sĩ Kim Cương thương lượng 16 lượng vàng thì bên bắt cóc thống nhất giá là 20 lượng vàng. Sau đó từ lộ trình đã dịch sẵn, bố của Toro đã đến điểm hẹn. Khi nhận diện được miếng vải cắt từ chiếc áo con mặc lúc bị bắt cóc, ông đã giao vàng. Không lâu sau, cháu Toro được thả tại bãi cỏ trước nhà thờ Đức Bà Quận Nhất. Và công an ráo riết điều tra vụ giết nghệ sĩ Thanh Nga cũng như vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương này, nhưng vẫn không lần ra manh mối, hoặc chỉ là những manh mối mơ hồ, mặc dù toàn bộ lực lượng SBC đã tung ra các lực lượng đặc biệt và anh em xã hội hóa đặt tình cơ sở cũng vận dụng hết mức, nhưng chỉ là những tin tức mơ hồ mà thôi. Và điều anh em lo sợ nhất đó là khi xài hết tiền, bọn bắt cóc sẽ tiếp tục thực hiện hành vi này. Và đúng như vậy, bọn bắt cóc đã tiếp tục bắt cóc một bé Phương vào tháng 3 năm 1979, con trai của bác sĩ Lã Hỷ, tại trường học. Và bọn chúng lấy cái áo của bé Phương ném vào nhà để làm giật lầm tin và hẹn quy trình để đi nhận tiền như thế nào. Gia đình bác sĩ Lã Hỷ lo sợ con bị sát hại cho nên không hợp tác với công an. Và khi mật phục, lực lượng trinh sát đã phát hiện vợ bác sĩ Lã Hỷ đi ra khỏi nhà và họ bám đuôi đi theo. Họ gặp một đối tượng chạy chiếc xe 67 gài sẵn cần số, và tên này đã nhanh chóng chụp lấy túi vàng túi tiền của vợ bác sĩ Lã Hỷ rồi dột đi mất. Lúc đó đồng giờ Chí Thịnh và đồng chí Võ Thắng Thành đang trong vai người đạp xích lô trong quán đó đã chạy bộ theo và dùng súng bắn vào hai tên này. Viên đạn đầu tiên ghim bắn vào chân nhưng ghim trúng bô xe nổ sượt ra. Viên thứ hai tầm khuất đã quá xa rồi cho nên cả hai quyết định bắn thẳng, và viên thứ hai ghim vào lưng tên ngồi sau xuyên qua tên ngồi trước, nhưng bọn chúng cũng bốc hơi luôn. Và toàn bộ lực lượng công an đã khám xét truy tìm ở các bệnh viện khả nghi và bắt được bọn chúng. Bọn chúng đã khai ra rằng đã thực hiện bắt cóc con nghệ sĩ Thanh Nga không thành nên sát hại hai vợ chồng, và sau đó thực hiện bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương và con bác sĩ Lã Hỷ như chúng tôi tường thuật nêu trên. Như vậy là đã quá lâu rồi mới xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em như vậy, và nó góp phần gây sự hoang mang lo sợ cho rất nhiều người. Không hoang mang lo sợ sao được các anh chị, con cái chúng ta đang sinh hoạt bình thường, đạp xe trên phố, đạp xe trước nhà chúng ta thôi, bị bắt cóc một cách manh động như vậy thật là đáng lo ngại. Và rất may mắn, tôi nói trường hợp này rất may mắn, lực lượng công an rất chuyên nghiệp, nhưng cũng có yếu tố may mắn nữa và hồng phúc của trời đất, cho nên cháu bé mới được bình an. Chúng ta chờ mong kết quả điều tra sắp tới, xem việc này động cơ thực sự của nó là gì, có phải là vì tiền bạc hay không, hay là vấn đề gì khác. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.